Shopbuka chơi đèn led, xin chào các bạn. Hôm nay Shop xin review giới thiệu cho anh em một số mẫu đồ chơi những cũng như cách nối dây cho xe Jupiter FE anh ạ. Đây tem chùm đen chỉ đỏ. Lên rất chi đẹp anh em ạ. Còn phần yếm thì mình vẫn để ngoài kia vì muốn bỏ ra để anh em biết biết cách đi dây. Lên hai L4 xịn, L4 loại 1 anh em nhé, dây chống cháy và đấu rác các bạn ạ. Cho an toàn khi lên nhiều đồ chơi anh em nhớ dùng cái chiếc dây to và đấu rác cho an toàn các bạn nhé. Đi đỡ, đi đường dài đường xa, đi lâu ngày đỡ bị lỏng rác chập cháy hoặc là mất điện rất nguy hiểm các bạn ạ. Đây, vì lên nhiều đèn cho nên là chủ xe đã lên sạc, không lên sạc Atila mà lên sạc Exciter 150 sạc xịn nhập từ hãng ra các bạn. Đây, sạc Exciter 150 có ưu điểm hơn cho sạc Atila là không bị không làm nóng dây các bạn. Còn về chi tiết hơn nữa thì đây vào đầu kỹ thuật tay shop xin hướng dẫn anh em cách đi dây cũng như là ưu điểm cụ thể của nó. Rồi anh chỉ anh em cách sắc giặc giặc sạc zin từ dưới mâm lửa đi lên sẽ đã có sẵn một dây đi lên rồi, mình dây sẽ lấy dây từ dây trắng ở sắc sạc zin cho sang một chân bất kỳ là hai chân dưới của sạc Exciter, rồi sau đó mình sẽ tách lấy một dây khác quận chống cháy đàng hoàng rồi. Chạy từ dây trắng tiếp theo từ mâm lửa đi lên, bỏ dây đen, mặc định là bỏ dây đen ở dưới mâm lửa đi lên, bỏ dây đen vì dây đen thì nó bị dính mát. Rồi. Các bạn chạy một dây chơi dây độc lập đi lên bọc chống cháy bình thường lên phần còn lại của dây sạc, còn phần còn lại của chân dưới nha các bạn nhé. Chân dưới này nó sẽ là đây, hai chân mình đang cầm ở tay đây và hai chân từ cột lửa đi lên. Rồi. Và sau đó cái chân bên chân này sẽ là chân mình đang đây cầm màu đỏ này này. Các bạn thông cảm bởi vì tối rồi dây nó không đủ nên là mình chỉ có thể đánh dấu bằng cái co nhẹ thôi. Còn cái dây này bên trên này sẽ là dây dương. Dương đi ra và mặc định mình sẽ đợi shop sẽ đổi cho các bạn sang bên điện đèn của bạn, hầu như là tất cả cái hệ thống điện của bạn sẽ chuyển thành điện bình qua con dây này, chuyển sang điện bình em, tại vì giờ dùng sang này anh em thì nói chung là điện thì không lo thiếu anh em nhé, cũng không lo thừa đâu, tại vì sang sạc chuẩn không lo phù bình nhé. Cũng từ chân dương sau sạc mình sẽ chạy riêng một đường lên, theo đường này đi lên để chạy cho trợ sáng và các thiết bị tiêu thụ điện ở trên này. Đây dây này đây. Rồi. Dây từ dưới ra sau của mình đi lên đây. Vâng ạ. Vâng, và thực ra là lên cái này nó rất là đơn giản và shop của mình sẽ có bán những cái bộ đấu sẵn cho các bạn. Các bạn về chỉ việc cắm vào jack zin là ok. Rồi. Và tiếp theo sẽ đợi mình một chút, mình sẽ review cho các bạn thêm cái chức năng là khi đang bật đèn L4 trở sáng chúng mình nó sẽ passing cho các bạn, có cái bạch passing cho các bạn bình thường. Rồi test được chưa anh? Test cho anh em xem. Lắp vào. Chưa test được anh em. Tôi cái này phải đợi hồi sau anh em. Còn cái con dơ le ở đây có nhiệm vụ gì anh em? Giải thích nốt. Dơ le này đó là dơ le mặc định để chuyển đường bình đây, để cho nó cấp lên dây vàng vào dây vàng của sạc zin. Tóm lại nhiệm vụ của nó là thêm cái dơ le này anh em ạ, nhìn nó loằng ngoằng này thôi. Cái dơ le này là cái dơ le để khi mà mình nó đấu vào dây dương của sau củ sạc và đấu thẳng vào dây đèn luôn. Thì bình thường khi trẻ con người ta đem, nếu mà không có cái cục này, khi các bạn để xe trẻ con người ta bật lên cái sẽ hết điện bình. Thì bắt buộc chúng ta phải thêm một cái cục dơ le này. Cái cục dơ le này nó sẽ đấu với lại một đầu nó sẽ đấu với mát. Cái chân điều khiển một đoạn chân đấu với mát, cái chân điều khiển sẽ đấu với dương sau khóa. Các bạn bật ổ khóa lên thì con dơ le nó sẽ đóng điện cho các bạn, cấp điện đèn. Tóm lại là khi lên sạc Atila hoặc sạc Exciter 150 anh em nên vào những nơi lên sạc nên thêm quân dơ le anh em nhé. Tại vì khi thêm quân dơ le này thì lên sạc nó mới đầy đủ và chuẩn được anh em ạ. Vừa an toàn lại chính xác. Tiếp theo còn vấn đề gì mà lưu ý gì khi lên sàn đây, kỹ thuật quốc cơ khí à, máy bay anh em ạ. Giờ máy bay Việt Nam chưa có nhiều, anh chuyển sang
làm cơ khí xe máy, điện đoán tất cả các thứ về xe. Thì gái nào có như chưa có người yêu thì cứ liên hệ. Máy bay giờ này rơi nhiều nên anh quyết tâm đổi nghề. Anh mới đổi nghề các bạn. Rồi lên sạc. Thế còn quần đấu đèn chợ sáng thì đơn giản thôi anh em ạ. Dùng công tắc riêng và mạch phát sinh mới thì shop mình cũng đã đưa video sơ đồ hướng dẫn chi tiết lên cho anh em có thể tự làm. Đơn giản. Còn phần tem chùm đỏ đen. Đây. Trời tối làn đêm cho nên hơi khó nhìn các bạn. Xin chào các bạn nhé, mọi chi tiết thắc mắc các bạn ấy gọi điện đến số hotline 0985022495 để được mình hướng dẫn chi tiết cụ thể với phương châm không giấu nghề. Nhiều nơi giấu nghề nhưng mà chỗ mình biết cái gì chia sẻ cho anh em cái đấy. Chào các bạn. Yeah. Wow. SB50 thấy chưa? Pha cốt đầy đủ. Ok, pha cốt rất rõ ràng. Kết hợp với lại 2L4. Đây, hạ dài đã. Hạ dài. Hạ dài. Hạ dài đây. Hạ dài đây. Đấy, rất ngầu. Xe đỏ. Đen chỉ đỏ. Hạ dài màu đỏ. Đấy. Trời ơi. Thôi không sao đâu. Rồi bây giờ thì là 4 đi. 2 là 4 đấy ạ. Xạo. Bát sinh. Bát sinh đang bật vẫn bát sinh được nha. Nghe. Quay vào tay này này chứ quay cái đèn quay. Tối không thấy. Rồi ok, thế đó. Ok, xe đây. Tối quá không thấy chủ xe đâu. Chủ xe ở đây.